Rồi chúng ta bắt đầu làm việc. Các bạn hãy ghi chép thật kỹ, cẩn thận nội dung ngày hôm nay. Rồi hôm nay chúng ta sẽ làm về nội dung đó là tìm tập xác định của hàm số. Các bạn ghi nội dung ngày hôm nay là tìm tập xác định của hàm số. Tìm tập xác định của hàm số. Để tìm tập xác định của hàm số thì các bạn nhớ cho thầy những cái ý như sau. Ý thứ nhất, đó là một biểu thức có tử số và mẫu số thì điều kiện sẽ là mẫu số khác không. Các bạn nhớ nhé, điều kiện sẽ là mẫu số khác không. Cái chú ý thứ hai, đó là khi chúng ta gặp một biểu thức có dạng căn bậc chẵn của fx, nhắc lại căn bậc chẵn của fx, thì điều kiện mà chúng ta đặt chính là fx lớn hơn bằng 0. Cái chú ý thứ ba là đối với hàm sin, ví dụ sin của ux thì các bạn đặt điều kiện cho ux xác định, còn đối với hàm sin thì nó không có điều kiện gì. Chú ý thứ tư, với hàm cos thì chúng ta cũng đặt cos của ux thì chúng ta cũng đặt điều kiện đó là ux xác định, còn hàm cos thì không có thêm điều kiện gì. Chú ý thứ năm, với hàm tan thì các bạn có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ux xác định và điều kiện thứ hai là cái biểu thức u này khác pi trên 2 cộng k pi. Đấy, đối với hàm tan thì nó có hai điều kiện. 6. Đối với hàm cotan, tương tự như hàm tan thì hàm cotan cũng có hai điều kiện. Các bạn hãy ghi cho thầy 6 cái chú ý này. Và thông qua các ví dụ tiếp theo, thầy sẽ giải thích là những cái chú ý này được sử dụng như thế nào. Ngọc Hải ghi xong báo cho thầy nhé. Ngọc Hải, Ngọc Hải A10 ghi xong nội dung này báo cho thầy. Em ghi xong rồi ạ. Ủa, ghi nhanh thế á? Rồi thầy sẽ chờ thêm khoảng 1 phút nữa để các bạn, nếu bạn nào ghi chậm thì còn ghi kịp nhé. Nhận xét thứ nhất là một biểu thức có tử số và mẫu số thì điều kiện của mẫu số là khác không. Nhận xét thứ hai, nếu là căn bậc chẵn, ví dụ căn bậc 2, căn bậc 4, căn bậc 6 thì chúng ta đặt biểu thức dưới dấu căn lớn hơn bằng 0. Chú ý thứ ba là với biểu thức sin của ux thì các bạn cần đặt điều kiện cho ux xác định. Với chú ý thứ tư, cốt của ux thì các bạn đặt điều kiện cho ux xác định. Tan của ux thì có hai điều kiện, đó là ux xác định và ux khác cái điều kiện khác pi trên 2 cộng k pi. Với hàm cotan của ux thì các bạn đặt điều kiện thứ nhất là ux xác định và điều kiện thứ hai là ux khác k pi. Các bạn nhớ cho thầy hai cái điều kiện phía cuối nhé. Đấy, phải ghi nhớ nó để sau này chúng ta làm việc cho nó thuận tiện. Chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất như sau. Từ từ để em ghi nốt cái 6 đó. Ok đây. Ghi xong báo cho thầy nhé. Em ghi xong rồi ạ.
Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ có khoảng một vài ví dụ. Thì trong mỗi một ví dụ này thì thầy sẽ giải thích cho các bạn thật kỹ. Chúng ta xét ví dụ số 1. Tìm tập xác định của hàm số y bằng tang của x trừ pi trên 6. Tìm tập xác định của hàm số y bằng tang của x trừ pi trên 6. Thì ở cái ví dụ số 1 này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhận xét mà chúng ta đã đưa ra ở trên. Hàm y bằng tang x có hai điều kiện. Điều kiện số 1 đó là ux xác định. Và điều kiện 2 đó là ux khác kpi. Vậy ở đây chúng ta phân tích cái thằng ux là gì? Ux ở đây nó chính là bằng x trừ pi trên 6. Đây chính là ux các bạn này. Vậy là cái điều kiện thứ nhất ux xác định đã hoàn thành. Vì x trừ pi trên 6 luôn luôn xác định. Do đó chúng ta cần đặt thêm điều kiện thứ hai. Với lý do như vậy chúng ta viết lời giải như sau. Điều kiện đó là x trừ pi trên 6 thỏa mãn điều kiện thứ hai, tức là khác pi trên 2 cộng kpi với k thuộc vào z. Các bạn lưu ý là cái điều kiện thứ nhất là nó đã thỏa mãn rồi nhé, cho nên chúng ta chỉ cần đặt điều kiện thứ hai thôi. Từ đây chúng ta rút ra x sẽ khác pi trên 6 cộng pi trên 2. Cộng với kpi với k thuộc vào z. Cuối cùng chúng ta rút ra được x sẽ khác. Pi trên 6 cộng pi trên 2 thì chỗ này là 4 nhân với 3 là 4pi trên 6 thành 2pi trên 3. Cộng với kpi với k thuộc vào z. Đến đây chúng ta đưa ra kết luận tập xác định. Tập D sẽ gồm những cái phần tử x thuộc vào R sao cho x khác 2pi trên 3 cộng với kpi với k thuộc vào z. Đây là cách kết luận thứ nhất. Ngoài ra các bạn có thể kết luận theo cách thứ hai như sau. Đó là tập xác định D sẽ gồm những cái phần tử x. Đó là lấy R trừ đi những phần tử x thỏa mãn tính chất x bằng x thuộc vào R và x bằng 2pi trên 3 cộng với kpi với k thuộc vào R với k thuộc vào Z. Các bạn dùng cách kết luận nào cũng được. Thì ở đây chúng ta nên biết hai cách kết luận để tùy vào bài toán mà chúng ta đưa ra cách kết luận cho nó hợp lý. Qua ví dụ số 1 chúng ta nhận thấy rằng muốn làm được các bài toán liên quan đến việc tìm tập xác định của các hàm lượng giác thì chúng ta phải nhớ được 6 cái chú ý ban đầu. Nhắc lại, nhớ được 6 cái chú ý ban đầu. Hôm nay thầy nhờ một bạn, đó là bạn Nguyễn Hải Yến A15. Nếu mà Hải Yến ghi xong thì Hải Yến bật mic lên báo cho thầy nhé. Thầy ơi, em ghi xong rồi ạ. Ừ, rồi thầy cảm ơn.
Chúng ta xét sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2. Tìm tập xác định của hàm số y bằng cotang bình phương của 2x 2pi trên 3 trừ 3x. Tìm tập xác định của hàm số y bằng cotang bình phương của 2pi trên 3 trừ đi 3x. Quan sát ví dụ này thì các bạn thấy đây chính là cái nhận xét về hàm y bằng cotang của x. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng nhận xét hàm y bằng cotang của x. Và có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ux xác định. Điều kiện thứ hai là ux khác kp với k thuộc vào z. Đấy, chúng ta có hai điều kiện này. Chúng ta phân tích ux sẽ bằng gì? À, cái hàm ux ở đây nó chính là bằng 2pi trên 3 trừ đi 3x. Có thể nhận thấy hàm ux này luôn xác định. Do đó điều kiện thứ nhất tự thỏa mãn. Vậy chúng ta chỉ cần đặt điều kiện thứ hai. Với phân tích như vậy chúng ta đặt điều kiện như sau. Đó là 2pi trên 3 trừ đi 3x khác kp. Các bạn nhé, khác kp với k thuộc vào z. Từ đây chúng ta chuyển vế, chúng ta tìm được là gì? Trừ 3x sẽ khác trừ 2pi trên 3 cộng với kp. Chia cả hai vế cho âm 3 thì chúng ta rút ra được x sẽ khác 2pi trên 9 trừ đi kp trên 3 k thuộc z. Sau khi tìm ra được điều kiện của x thì chúng ta đưa ra kết luận. Vậy tập xác định D sẽ là, tập D sẽ gồm những giá trị của x sao cho x thuộc vào R và x khác 2pi trên 9 trừ kpi trên 3. Ở đây các bạn chú ý cho thầy cái dấu trừ này. Các bạn chú ý cái dấu trừ này. Đó là chúng ta có thể viết theo cách khác như sau. D bằng những giá trị của x sao cho x thuộc vào R. X khác 2pi trên 9. Cái dấu trừ này các bạn được phép chuyển thành dấu cộng. Các bạn nhớ nhé, được phép chuyển thành dấu cộng kpi trên 3. Vì cái dấu trừ hay dấu cộng ở đây nó không làm thay đổi bản chất của tập xác định. Với lý do là k thuộc z. Các bạn bổ sung cho thầy cái k thuộc z. Đấy, k thuộc z. Chúng ta có cách kết luận thứ ba. Đó là tập D sẽ gồm những cái phần tử là R trừ đi những giá trị x sao cho x thuộc vào R và x bằng 2pi trên 9. Các bạn có thể dùng dấu cộng cũng được mà dùng dấu trừ cũng được. Kpi trên 3 với k thuộc vào z. Ở đây thầy đánh dấu cái cụm dấu cộng, dấu trừ, tức là các bạn dùng một trong hai dấu này. Thế tại sao phải đưa ra nhiều cách viết như vậy? Vì khi chúng ta làm bài tập trắc nghiệm thì người ta có thể sử dụng một cách viết bất kỳ. Một trong ba cách viết này thì chúng ta sẽ linh hoạt để chọn được đáp án cho nó chính xác. Rồi, thầy thu nhỏ lại để các bạn có thể nhìn được tổng quan toàn bộ bài toán.
đọc đề bài, nhớ lại về các cái điều kiện mà chúng ta có, đó là 6 cái chú ý. Phân tích xem là UX nó là cái gì, nó thỏa mãn điều kiện thứ nhất chưa, thỏa mãn điều kiện thứ hai chưa. Ở đây chúng ta thấy thỏa mãn điều kiện thứ nhất rồi, vậy chúng ta chỉ cần đặt với điều kiện thứ hai thôi. Và sau khi đặt điều kiện thì các bạn sẽ tìm ra được tập xác định của hàm số. Yến ghi xong báo cho thầy Yến nhé. Em ghi xong rồi ạ. Thầy cảm ơn. Chúng ta hoàn thành xong ví dụ số 2 rồi, chúng ta sang ví dụ số 3. Rồi chúng ta cùng quan sát ví dụ số 3 này. Đấy. Ở đây thầy sẽ cho cái điều kiện này của các bạn to ra một chút, các bạn nhìn cho dễ. Ở ví dụ số 3 thì các bạn thấy đây là một hàm chứa căn thức và ở đây là căn bậc 2. Do đó nó là một căn bậc chẵn. Với cái điều kiện là căn bậc chẵn thì các bạn đặt fx lớn hơn bằng 0. Vậy phân tích ở đây chúng ta thấy fx nó bằng gì? Fx nó chính là bằng 3 trừ đi 2 lần cos x. Các bạn nhớ được chưa nào? 3 trừ 2 cos x. Với lý do như vậy chúng ta có lời giải như sau. Đặt điều kiện 3 trừ đi 2 lần cos x lớn hơn bằng 0. Lớn hơn bằng 0. Điều kiện này tương đương với 3 lớn hơn bằng 2 lần cos x. Điều kiện này tiếp tục tương đương với 3 phần 2 lớn hơn bằng cos x. Rồi ở đây chúng ta nhắc lại một chút cái kết quả chúng ta học từ cái bài hàm sin và hàm cos. Các bạn lưu ý, đây là một kết quả chúng ta đã được học. Đó là với hàm số y bằng cos x. Thì tập giá trị của nó, tập giá trị là từ âm 1 đến dương 1. Đây là tập giá trị của hàm cos. Thì chúng ta thấy được là gì? À khi đó cái thằng cos x này nó luôn nhỏ hơn bằng 1. Và do đó nó luôn nhỏ hơn 3 phần 2. Các bạn chú ý nhé, chúng ta có cái so sánh như thế này. Với lý do thế này thì chúng ta kết luận là đúng với mọi x. Đúng với mọi x thuộc vào R. Tức là với tất cả các giá trị x thuộc vào R thì cos của x luôn nhỏ hơn 3 phần 2. Chúng ta đưa ra tập xác định của hàm số chính là R. Và chúng ta hoàn thành xong ví dụ số 3. Thầy ơi, em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Với ví dụ số 3 này các bạn lại tiếp tục thấy được là nếu chúng ta nhớ được các cái nhận xét ban đầu gồm có 6 nhận xét thì cái việc đặt điều kiện, các bạn nhớ nhé, cái việc đặt điều kiện rất dễ dàng. Đây, khu vực này gọi là khu vực đặt điều kiện này. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt được điều kiện. Và khi đặt được điều kiện đấy thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể giải được cái tập xác định, tìm được tập xác định. Không thể ngay lập tức các bạn tìm được tập xác định đâu, mà các bạn phải giải điều kiện trước. Chúng ta xét ví dụ số 4. Ví dụ số 4.
Tìm tập xác định của hàm số y bằng sin của pi bình chia 2x trừ 1. À, thế thì ở đây nó có hai cái điều kiện các bạn. À, thầy cóp thêm một cái, xin lỗi thầy, rồi các bạn cứ mở cái đây. Chép đề bài đi, không thầy cóp thêm một điều kiện nữa. Rồi để đấy cho bố xin. Rồi đây chúng ta bắt đầu xem nhé. Rồi đến cái ví dụ số 4 này, các bạn sẽ thấy là chúng ta sử dụng đồng thời hai cái điều kiện. Hai điều kiện. À, trước tiên là chúng ta thấy đây là một cái hàm có dạng y bằng sin x, y bằng sin của u. Vậy cái hàm ux ở đây sẽ đóng vai trò là gì? Ux ở đây nó đóng vai trò là pi bình phương chia cho 2x trừ 1. Đấy, các bạn nhìn thấy ux đóng vai trò đây này. Đấy, ux chính là pi bình phương chia 2x trừ 1. Thì điều kiện ở đây là gì? Ux xác định. Chúng ta suy ra ux xác định khi nào? Hai chấm này, xác định. Các bạn nhìn vào hàm ux thì các bạn sẽ thấy nó có dạng là tử số chia cho mẫu số. Tử số chia cho mẫu số nhé. Thế thì chúng ta lại sử dụng cái nhận xét đó là nếu có tử số chia cho mẫu số thì điều kiện là mẫu số phải khác không. Đấy, chúng ta sử dụng cái điều kiện thứ hai là mẫu số khác không. Chúng ta đánh giá cái thằng mẫu số này. Vậy mẫu số ở đây đó chính là 2x trừ 1 khác không. Đây chính là cách mà chúng ta đặt điều kiện. Vậy điều kiện thứ nhất đó là ux xác định. Điều kiện thứ hai đó là mẫu số phải khác không. Với lý do như trên thì chúng ta sẽ đặt điều kiện như sau. Đầu tiên chúng ta đặt điều kiện cho cái thằng u này xác định. Đấy, cái biểu thức ux này xác định. Biểu thức ux này xác định tức là cái mẫu số phải khác không. Do đó điều kiện ở đây sẽ là 2x trừ 1. 2x trừ 1 khác không. Dễ dàng chúng ta tìm ra được x khác 1 phần 2. Vậy tập xác định sẽ là. Các bạn có rất nhiều cách viết tập xác định. Cách viết thứ nhất, nó là tập D gồm những giá trị x thuộc vào R. Và x khác 1 phần 2. Cách viết thứ hai là tập xác định D sẽ là toàn bộ trục số R hoặc tập R trừ đi số 1 phần 2. Và chúng ta hoàn thành xong ví dụ số 4. Có cần phải K thuộc Z không thầy? Ở đây làm gì có K đâu em. Ừ, em nhìn vào xem không hề có điều kiện K đúng không? Không hề có điều kiện K. À, một kinh nghiệm chỉ ra là khi các bạn làm các bài tập liên quan đến tìm tập xác định ấy, thì các bạn ghi cho thầy 6 cái chú ý vào một tờ giấy nhỏ. Nhắc lại là ghi cho thầy 6 cái chú ý vào một tờ giấy nhỏ. Thế sau đó các bạn hiểu theo nghĩa là các bạn đặt trước mặt. Đặt trước mặt. Thế xong làm đến đâu thì chúng ta xem cái chú ý đến đấy. Thì đến cái đoạn nào mà mình quên thì mình xem lại. Chúng ta làm khoảng độ 5-10 bài thì chúng ta sẽ nhớ được các chú ý thôi. À, sau khi làm xong 4 ví dụ này, các bạn tranh thủ dành ra khoảng độ 1 phút. Các bạn điểm danh giúp thầy nhé. Thầy có gửi cái link điểm danh vào trong nhóm Zalo và cả phần chat nữa. Thì tùy các bạn thấy tiện ở đâu, các bạn dùng ở đây.
Một là các bạn vào trong Zalo, các bạn cũng thấy cái đường link điểm danh. Và hai là các bạn bật phần chat của Zoom ra, các bạn cũng thấy cái phần điểm danh. Thì các bạn tranh thủ trong vòng 1 phút các bạn điểm danh giúp thầy, để thầy chuẩn bị cái đề cho các bạn làm. À, toàn bộ nội dung ghi chép của buổi hôm nay thì thầy sẽ lưu lại trong cái video. Thì trong cái tờ bài tập mà thầy sẽ lưu lại trong video thì nó còn một cái vui ví dụ số 5. Thì thầy có gợi ý cho các bạn thì các bạn có thể tự giải quyết nốt nhé.